và rải rác ở Nam Trung Bộ. Trái mãng cầu Sim lớn hơn mãng cầu ta, nặng từ 1 đến 2 kg. Vỏ ngoài nhẵn, chỉ phân biệt múi nọ với múi kia nhờ có một cái gai cong mềm, vì thế bà con ta còn hay gọi là mãng cầu gai. Trái mãng cầu Sim là thực phẩm quý nhờ vào chất khoáng và vitamin, có vị chua, không chỉ được sử dụng tươi mà còn được chế biến làm nước giải khát hay các loại kẹo mứt. Ở đồng bằng sông Cửu Long, bà con thường trồng mãng cầu Sim tháp gốc Bình Bác để tăng khả năng chịu đựng tốt trong môi trường ngập úng, đất phèn mặn. Nhờ đó, cây mãng cầu Sim tháp đã phát triển tốt ở những vùng đất khó canh tác mà không đòi hỏi nhiều công chăm sóc. Mỗi năm, mãng cầu Sim tháp cho 2 vụ trái và năng suất đạt đến hơn 30 tấn trên 1 hecta một năm. Cây mãng cầu Sim này thì nó mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn. Cái lợi nhuận của nó thì một năm trên 1 hecta như thế thì nó lợi nhuận mà bình quân á, thì nó khoảng là từ 300 đến 500 triệu trên 1 hecta. Cây mãng cầu Sim này á, cái đặc tính của nó thì thích hợp với cái vùng đất ở đây, nghĩa là vùng đất nhiễm phèn mặn mà đặc biệt là cái thủy triều lên xuống. Mãng cầu Sim này á, thì thường ta là tháp với ghép với cái Bình Bác. Thì tận dụng cái ưu thế Bình Bác là nó chịu được cái ngập úng thủy triều lên xuống nên này thì nó phù hợp với cái điều kiện ở đây. Hiệu quả mãng cầu Sim thì rất là cao so với những mấy năm trước mận ruộng thì nó cao gấp là 5-6 lần có. Mà hồi trước thì như mình không biết á, trồng sabo rồi sau này tôi chuyển qua mãng cầu Sim thấy là hiệu quả rất là cao luôn. Nếu mà tôi tính bán hết là được khoảng chừng 80 triệu. Ở vùng nhiễm mặn Tân Phú Đông, do thích hợp với các điều kiện thổ nhưỡng nên giống mãng cầu Sim tháp nơi đây cho trái sớm, trái sai và đồng thời tuổi thọ của cây cũng kéo dài, ít sâu bệnh. Đây là loại trái được thị trường các tỉnh phía Nam rất ưa chuộng. Trong các năm qua, luôn giữ ở mức giá cao từ 12 đến 20 ngàn đồng một ký, thương lái mua tại vườn. Mặc dù là loại cây dễ trồng, nhưng bà con cũng cần lưu ý tuân thủ những quy trình kỹ thuật chăm sóc khắt khe để đảm bảo một vụ mùa bội thu. Để mãng cầu Sim cho năng suất cao, thì việc quan trọng đầu tiên mà bà con không thể bỏ qua, đó là chọn giống. Hiện nay, mãng cầu Sim chủ yếu có hai giống chua và ngọt. Do nhu cầu của thị trường cũng như thị hiếu của người tiêu dùng, thì giống mãng cầu Sim loại cơm trái có vị chua được đa số bà con chọn trồng. Đây là loại trái có màu xanh đậm, gai mọc dày, ngắn và phần cơm có vị chua. Trong cái giống mãng cầu thì chúng ta có hai cái giống chính, đó là giống mãng cầu ngọt và giống mãng cầu chua. Thì cái hiệu quả kinh tế của hai cái giống này hiện nay có... mặc dù nó có cái năng suất rất là cao thì đây là cái đặc điểm mà của cái cây mãng cầu. Và cái thứ hai nữa là cái giá thành nó cũng cao, tức là nằm ở giá từ 15 cho tới 30 ngàn trên một ký. Vậy nếu bà con chúng ta trồng cây mãng cầu ở trên vùng đất này, nó giúp cho bà con nó năng tăng được cái hiệu quả kinh tế so với cây trồng khác. Nếu như phương pháp nhân giống từ hạt và chiết cành ít được bà con áp dụng, thì ghép hiện là phương pháp nhân giống phổ biến trong canh tác mãng cầu Sim dùng phèn mặn. Gốc ghép là cây Bình Bác. Đây là loại cây sinh trưởng tốt ở những vùng ngập úng, có khả năng sống sót trong điều kiện mưa lũ và đặc biệt là thích nghi trong môi trường phèn mặn ngập nước. Cây mãng cầu Sim ghép sẽ sinh trưởng tốt nhờ bộ rễ của gốc ghép. Trồng cái cây mãng cầu mà ghép Bình Bác, cái vùng phèn mặn là nó trồng nó rất hiệu quả. Bà con đi nhổ những cái cây mọc ở ngoài ruộng, ngoài đồng đó, nó cho nó khoảng chừng 5 đến 6 tấc, rồi mình đem về mình trồng tự nhiên. Rồi khoảng chừng từ 8 đến 10 tháng đó, là mình bắt đầu mình ghép. Trước khi ghép là mình mở cái da Bình Bác từ bề ngang từ 1,5 phân, chỉ bề đứng là 2 phân. Rồi mình mở cái da mãng cầu cũng vậy, là từ 1,5 phân đến 2 phân cái hình chữ nhật. Thì mình rép vô, mình lấy dây đó mình quấn lại. Quấn đó là mình phải chừa cái mục nó ra. Chứ nếu mà mình quấn bít cái mục nó thì nó cũng ra, nhưng mà điều nó chậm phát triển cái mục mãng cầu của mình. Từ bắt ngày mình rép cho nên nó đâm chồi ra là khoảng từ 25 đến 30 ngày là cái chồi nó đâm ra. Cây mãng cầu tháp vừa to khỏe mau lớn như cây Bình Bác, vừa cho trái ngon ngọt hơn cả mãng cầu Sim. Đối với cây mãng cầu Sim trên vùng đất phèn thì lượng mưa thích hợp nhất vào khoảng 1.800 mm và độ pH từ 5 đến 6,5. Chuẩn bị tốt khâu làm đất sẽ quyết định rất lớn đến năng suất. Bà con cần đào mương lên liếp nhằm mục đích xả phèn mặn và nâng cao tầng canh tác. Trước tiên khi mà bắt đầu trồng canh bác là mình xây cái mô.
thì cái chiều cao của cái mô nó khoảng là từ 3 tấc đến 4 tấc, tức nghĩa là từ 30 đến 40 cm á. Và cái mặt đa, cái bề rộng của cái mô thì nó cũng khoảng là 6 đến 8 tấc, nghĩa là 60 đến 80 cm trên bề cái mô. Thì cái kích thước mình, cái mặt độ khoảng cách mình trồng á, thì mình trồng cái cây á, thì hợp lý á, thì nó khoảng là 4 x 4, tức nghĩa là cây cách cây 4 m, hàng cách hàng 4 m. Nói chung là cây anh bác thì nó chịu được cái thủy triều lên xuống, nhưng mà nếu mình để ngập úng lâu dài quá thì nó cũng không tốt. Thì làm sao mình phải tạo điều kiện làm sao mà cho nó thoát nước được tốt nhất. Cái mương á, thì cũng tùy theo mình trồng cái líp đôi hay là líp đơn. Ví dụ như mình trồng líp đôi á, thì cái mương mình nó khoảng 1 mét đến 2 mét mình làm líp đôi, còn nếu là líp đơn á, thì cái mương của mình thì nó khoảng 8 tấc đến 1 mét. Một điều đặc biệt là cây mãng cầu sim có thể cho trái quanh năm. Nếu được chăm sóc đầy đủ và đúng mức, thì năng suất và lợi nhuận mà giống cây này mang lại là khá cao. Mãng cầu sim thường được trồng vào đầu mùa mưa, khoảng tháng 4, tháng 5 dương lịch, để đỡ tưới nước cho cây ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, cây có thể trồng được quanh năm ở những vùng chủ động được nước tưới. Giai đoạn xử lý ra qua, trước khi tuốt lá, cần cắt nước từ 20 đến 25 ngày và tưới lại giai đoạn từ 7 đến 10 ngày sau khi bấm cành. Lượng nước tưới vào giai đoạn sau đậu trái có thể tăng dần từ tưới nhẹ đến tưới giữ ẩm với chu kỳ từ 2 đến 5 lần một ngày tùy vào độ ẩm của đất. Trên cái vùng đất phèn thì trong cái mùa khô thì bà con thấy là cái thường cái pH nó rất là cao. Do đó nếu bà con chúng ta tưới thì cái công việc tưới chúng ta cũng rất là cần. Do đó mà trong cái giai đoạn này thì bà con nên chú ý là chúng ta xử lý cái nguồn nước, tức là chúng ta tăng cường cái vôi để mà tăng cái pH trên cái mương nước, để từ đó chúng ta lấy cái lượng nước để chúng ta tưới cây măng cầu, để giúp cho cây măng cầu nó khôi phục tốt vào trong mùa nắng, để chúng ta chuẩn bị trước khi chuẩn bị cái mùa trái cho cái vụ mới. Trong quy trình trồng và chăm sóc cây mãng cầu sim thì phân bón có ý nghĩa quan trọng, quyết định trực tiếp tới năng suất. Liều lượng bón phân cho cây tùy thuộc vào nhiều yếu tố như loại đất, thành phần dinh dưỡng trong đất, độ tuổi của cây cũng như số trái trên cây mà bà con có thể điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp. Đặc biệt trong giai đoạn đậu trái và phát triển trái thì việc bón phân hữu cơ trong giai đoạn này là rất cần thiết. Liều lượng có thể từ 10 đến 15 kg trên một cây để giúp cây phát triển tốt cũng như tăng độ màu mỡ của đất. Từ cái lúc trồng đến khi bắt đầu cho trái đó, giai đoạn này thì nó khoảng là trên một năm tuổi. Thì cái giai đoạn này là mình bón là 40 gram ure hoặc là DAP, thì mình pha với cái thùng 10 lít mình tưới cho một gốc, thì định kỳ là 2 tháng mình tưới một lần. Hoặc nữa là mình sử dụng cái thằng NPK 20-15 hoặc 16-16-8, liều lượng là 100 gram trên một gốc, thì 3 tháng vậy mình bón một lần. Sau khi thu hoạch thì mình chủ yếu giai đoạn này là mình bón mà phân nó có cái hàm lượng là đạm với lân nhiều. Thí dụ như mình xài là NPK 20-15 hoặc là NPK 16-16-8, cái liều lượng của nó là từ 0,3 đến 1 kg trên một gốc thu hoạch. Còn cái thứ hai nữa là khi bắt đầu trước khi cây ra hoa đó, cái giai đoạn này chủ yếu là mình bón cái lân và kali. Lân và kali mà phân NPK nó có hàm lượng lân và kali cao để cho nó phân hóa cái mầm hoa. Mình hạn chế cái lượng đạm nó thấp để mình hạn chế ra cái lá non, đột non. Và cái giai đoạn thứ ba nữa là cái giai đoạn mà khi nó đậu trái, thì cái giai đoạn này chủ yếu là mình bón cái phân NPK mà nó có cái hàm lượng đạm và kali cao. Thì cái liều lượng mình bón là nó khoảng từ 1 đến 1,5 kg trên một gốc. Cái lần thứ nhất mình bón là khi mà sau khi mà cái hoa nó nở là khoảng 30 ngày là lần thứ nhất. Và sau đó định kỳ thì mình một tháng mình bón một lần. Cây mãng cầu sim có nhiều hoa nhưng tỷ lệ đậu trái thường rất kém. Trái thường nhỏ và méo mó, có hình dáng không cân đối, vì thế giá trị thương phẩm không cao. Hoa mãng cầu sim khi trổ đầu chuối xuống, lúc nở, cánh hoa chỉ mở he hé nên gió và côn trùng khó có thể mang phấn từ hoa này sang hoa khác để thụ phấn, nên trái thường méo mó, phát triển không cân đối. Phương pháp thụ phấn cho cây mãng cầu sim là biện pháp tối ưu giúp cây cho trái nhiều và trái phát triển đều đặn. Hoa mãng cầu sim thì nó là cái hoa lưỡng tính, nó có nhị đực và nhị cái luôn. Nhưng mà nhị đực và nhị cái thì nó không có chín cùng một lúc. Nghĩa là khi mà nhị cái chín trước thì cái nhị đực nó mới chín sau.
thì cho nên đó thì mình phải thụ phấn bổ huyết cho nó, hoặc là thụ phấn nhân tạo á. Thì cái mình chọn á, thì cái hoa để mà mình lấy phấn mình thụ á, thì mình chọn cái hoa đó ở những cái đầu ngọn cành, cành nhỏ rồi đó, cái khả năng mang trái của nó thấp á, thì mình lấy cái hoa đó để mình lấy cái nhị đực á, mình thụ cho những cái hoa khác. Thì thường cái một hoa vậy mình lấy phấn á, thì mình thụ được cho sẵn 6 đến 8 cái hoa khác. Cái thụ như thế này thì mình lấy cái phấn á, thì thường là mình lấy vào lúc là chiều tối, khoảng 7-8 giờ là thời điểm đó mình lấy cái phấn, mình lấy cái thu thu cái hoa đó đó, rồi mình bỏ vô cái hộp giấy, rồi sau cái sáng sáng á, thì mình vũ cái phấn ra, thì mình phủ cái phấn ra vô vô cái ly hay gì đó, hay cái chén vậy đó. Thì mình dùng cái cọ 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 mềm, hoặc là mình dùng cái que mình quấn cái bông gòn á, mình thụ thì mình xây đều trong trong cái hoa đó, mình xây đều để mà cho nó cái sau này nó thụ ra cái trái nó đồng đều. Thì cái thời điểm mà mình thụ phấn mà thích hợp nhất á, là thời điểm mình thụ á, là nó khoảng là từ 8 đến 9 giờ sáng, là thời điểm đó mình đi thụ phấn là nó thích hợp nhất. Tình hình sâu bệnh trên cây mãng cầu rất phổ biến, nhất là giai đoạn nuôi trái. Gây hại phổ biến nhất vẫn là rệp sáp và các loại sâu ruồi đục trái, gây nên hiện tượng rụng trái, làm giảm chất lượng và sản lượng mãng cầu sim thương phẩm. Bà con điều trị bằng những loại thuốc như Sutracid, B58 phun trực tiếp lên vườn của mình. Rệp sáp thì mình xịt, khi mà mình xịt thì mình phát hiện như vườn tôi thì nó ít có rệp sáp. Khi mình xịt thì mình cũng phải hòa chung những hai loại hai thuốc, thí dụ như là cái thuốc diệt con rầy. Thì nếu mà thuốc diệt con rầy thì nó không thể nào diệt mà cái rệp sáp được. Thành ra mình phải hòa vào cái chung đó là một cái loại thuốc là trị rệp sáp và một loại thuốc là trị rầy. Nó như vậy mới diệt rệp sáp được. Chứ còn nếu mình xịt xịt loại xịt rầy thì không có diệt rệp sáp được. Thì nó thì mình trồng lại thì mình xịt nó mới hiệu quả. Rệp và rầy ngoài việc chích thuốc ngừa làm hại trái còn tạo điều kiện cho một số bệnh xâm nhập, nguy hiểm nhất là bệnh thán thư. Bệnh gây hại nhiều trên trái, lúc đầu là những đốm màu nâu nhỏ, sau đó trong điều kiện ẩm ướt, vết bệnh lan dần trên toàn bộ trái. Bà con có thể phòng trừ bệnh bằng thuốc Robinic kết hợp với phun thuốc cốc đồng sau mỗi đợt mưa theo liều lượng khuyến cáo. Cây mãng cầu này nói chung cái vấn đề sâu bệnh của nó cũng cũng rất là nhiều. Thì nhưng mà nó có xuất hiện một số cái chủ yếu như thế này. Thì cái thứ nhất đó là cái con sâu đục trái. Cái thứ hai nữa là con ruồi đục trái, và cái thứ ba nữa là cái bệnh thán thư trái. Cái bệnh thán thư á, thì cái bệnh này nó thì đặc biệt là nó xuất hiện mạnh vào cái mùa mưa. Mùa mưa mà đặc biệt là những cái vườn mà nó có cái ẩm độ cao á, vườn âm u thì nó xuất hiện mạnh. Thì cái nguyên nhân mà gây nên cái bệnh thán thư này, cái tác nhân của nó là do nấm, nó làm cho cái trái mình nó có cái vết vết nâu đen, sau đó thì cái vết này nó lớn, nó lan dần ra. Thì nó làm cho trái mình nó bị mềm nhũn thối. Cái biện pháp phòng trừ thì mình làm sao á là mình phải tỉa vườn, tạo cho cái vườn mình nó có cái độ thông thoáng. Thì cái thứ hai nữa là mình phải đi thăm vườn thường xuyên. Thăm vườn thường xuyên mình để mình phát hiện kịp thời thì mình có thể là mình đưa ra cái biện pháp xử lý cho nó hợp lý. Và cái thứ ba nữa là mình thu những cái trái mà nó bị bệnh á, mình đem đi tiêu hủy. Và cái thứ tư đó là mình sử dụng các loại thuốc hóa học, mà đặc biệt là những cái loại thuốc gốc đồng, là mình phải luân phiên thay đổi các loại thuốc đó. Để cây mãng cầu sim phát triển tốt, cho tỷ lệ đậu trái cao, thì trong quy trình chăm sóc, bà con cần lưu ý làm cỏ khu vườn của mình, nhất là việc tỉa cành tạo tán, không chỉ giúp cây thông thoáng, tăng diện tích lá hữu hiệu cho quan hợp của bộ lá, việc tỉa cành hợp lý sẽ giúp cây duy trì sức sống, đảm bảo cân bằng sinh trưởng và kết trái. Bà con cũng cần loại bỏ những trái phát triển không đồng đều, trái méo mó hay bị sâu bệnh để tăng tỷ lệ trái loại một cũng như là tăng năng suất. Lúc đầu thì cái cây nó mình thấy nó phát triển tốt quá thì mình đừng có bón đạm nhiều nữa. Thì mình phải chặn cho kali hoặc lân vô hơi khá khá chút. Đặng cho cái cây nó kiểu như nó mất sức bớt vậy đó. Nó bắt đầu nó ra bông. Mấy cái cây mà nó mất sức vừa vàng vàng lá là nó ra bông rất là nhiều. Còn cái cây mà nó xanh tùm là nó không có bập. Hoặc là bông ít, nó thành ra mình khi mà mình cho nó có bông rồi thì bắt đầu mình mới bón đạm vô. Khi nó mình thụ cho nó đậu rồi đó, bắt đầu bón đạm vô đặng cho nó cái sức nó phát triển cái cây tốt lại, đặng cho trái nó lớn. Chứ còn nếu mà mình bón cứ đạm đi tới hoài thì cái cây nó lúc nào nó cũng non mướt thì không có ra bông. Còn lưu ý thứ hai nữa thì khi nó đậu rồi á mình cần phải tưới nước.
mà tưới nước thường xuyên đặng cho cây nó phát triển cái bộ gai nó ra cho lẹ. Chứ còn nếu mình để khô thì nó bộ gai ra chậm và nó bị ưa cái bị kiểu như nó điếc cái trái lại nó không có lớn được, nó mất nước. Mãng cầu sim ghép bình bát sau khi trồng khoảng 2 đến 3 năm sẽ cho trái. Bà con hái trái khi thấy vỏ đã chuyển sang màu xanh hơi vàng. Do là loại trái có nhiều nước nên cần lưu ý lót lá hoặc rơm đệm để trái đỡ bị hư dập trong quá trình vận chuyển. Cái nghề mua những cầu này cũng khoảng 18-19 năm rồi. Thì cái cây này lúc đầu thì thấy nó cũng là có lý cho bà con, là như là kinh nền kinh tế của huyện Tân Phú Đông này là rất bền vững, là coi như là cuộc sống bà con rất ổn định. Cái năng suất thì có thể nó là 1 hectare có thể là cho 1 năm có thể là từ 8-9 tấn. Từ hồi trồng cây nhân cầu này của bà con ở đây coi như là sống là coi như là thoải mái luôn. Cái thị trường thì tiêu thụ thì giá nó cũng ổn định, bà con cũng yên tâm trồng, sản xuất trồng nhân cầu cũng yên tâm. Hiện nay cái sản phẩm nhân cầu của chúng ta là đi qua xuất khẩu qua rất là nhiều nước, qua cái đông lạnh. Đây là một cái thị trường giờ đã có rất nhiều. Tuy nhiên nhưng mà chúng ta để chúng ta có thể trong những năm tới bà con muốn nâng được cái giá thành và giữ được ổn định trong cái giai đoạn dài thì bà con chúng ta nên sản xuất cái trái an toàn, tức là hiện nay chúng ta sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp để làm giúp cho cái trái nó không có tồn dư cái dư lượng trong trái, để giúp cho cái măng cầu, trái măng cầu chúng ta có thể xuất được nhiều nơi và nhiều nước trên thế giới. Hiện tại, trên vùng đất phèn Đồng Tháp 10, nhiều nơi đã hình thành được những vùng chuyên canh mãng cầu sim và mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Với năng suất từ 30 đến 50 tấn trên 1 hecta, sản lượng mãng cầu sim thương phẩm nơi đây hàng năm đạt hàng chục ngàn tấn, không chỉ cung ứng cho các tỉnh trong nước mà còn xuất khẩu. Bên cạnh việc khuyến khích bà con áp dụng đúng các kỹ thuật canh tác, việc các ngành chức năng khuyến cáo bà con nên áp dụng bộ tiêu chí Việt Gáp trong thâm canh thời gian tới là một trong những yếu tố quan trọng để trái mãng cầu sim vươn đến những thị trường lớn và tiềm năng hơn. Đây cũng là cơ hội cho bà con trồng mãng cầu kịp thời có những điều chỉnh sản xuất một cách phù hợp để trái mãng cầu